Tiên mình sẽ hướng dẫn bạn kết nối trước. Đầu tiên các bạn sẽ tìm cho mình cái barcode đây. Đấy. Đây là cái barcode để link tới cái app của mình để kết nối nhá. Đồng hồ và điện thoại rất cần một cái app. Các bạn chỉ cần tìm cho mình thôi, các bạn kéo xuống dưới, các bạn kích vào đây. Đấy. Đây các bạn nhá, các bạn đang ở màn hình, các bạn kéo xuống dưới, các bạn kích vào chỗ này cho mình. Đấy. Hoặc ở trên My Menu các bạn có thể tìm cho mình cái nút xanh này, các bạn ấn vào đây. Để làm sao ra cái barcode này là nó link tới cái link của cái ứng dụng để điều khiển cái đồng hồ nhá. Đây. Đấy, sau khi mình link đấy, mình quẹt ở trước cái camera của đồng hồ thì nó sẽ ra một cái link này. Đấy. Cái link này thì các bạn có thể là kích vào, viện đây là mình là Android này, Google này, App Store này, mình là iPhone, mình kích vào iPhone đấy. iPhone thì mình nhận nó về. Đấy. Sau khi mình tải xong rồi mình mở ra. Thì ở đây ứng dụng xin phép OK truy cập này, mình cho phép nhé, cho phép, các bạn từ chối thì nó sẽ không hết được thiết bị. Thì đây xong bọn nó mình có thể vào đây mình ấn vào thiết bị. Ở đây mình có rất nhiều thiết bị, tuy nhiên rằng là mình phải chọn thiết bị cho mình. Các bạn mua về thì chỉ có một thiết bị thôi, còn mình ở đây thì nó có thể có nhiều thiết bị. Thì mình sẽ vào trong cái đặt, mình xem là cái số seri của mình là nhà. Còn mình là seri B C7A đây. Thì vào đây mình chọn đúng cái chỗ seri 7A của mình cho mình. Đây mình chọn cái đầu. Đấy. Thì các bạn để ý xong, khi mà chúng ta ghép đôi ấy. Đấy, khi ghép đôi ấy thì cái điều đầu tiên của đồng hồ đó chính là nó sẽ đồng bộ giờ. Đấy, còn mình ở đây là 15 giờ 25 này. Đây 15 giờ 25 này. Cái dấu hiệu đầu tiên khi mà chúng ta kết nối thành công nó chính là giờ được đồng bộ các bạn nhé. Đó. Sau đó chúng ta sẽ phải vào cái đặt, và cái đặt chúng ta vào Bluetooth, được chưa ạ? Vào Bluetooth thì chúng ta sẽ phải kết nối tiếp một cái quad 7 nữa, nó hiện quad 7 này. Đấy. Đó. Đây. Cho phép. Thì ở đây chúng ta có một cái là quad 7, PF quad 7, một cái là quad 7 7F21. Nghĩa là gì? Cái này chính là cái kết nối của đồng hồ và cái này chính là kết nối của audio nghe gọi các bạn nhé. Đấy, sau khi chúng ta kết nối hai lần rồi, chúng ta lấy một cái điện thoại khác, chúng ta gọi đến để xem cả đồng hồ và điện thoại cùng đổ chuông khi mà chúng ta gọi chưa. Đấy. Các bạn thấy không ạ? Khi chúng ta kết nối hai lần rồi ấy, thì cả hai đồng cùng đổ chuông các bạn nhé. Đấy, cả hai cùng đổ chuông. Đấy. Chúng ta từ chối trên đồng hồ cũng được, thì nó sẽ từ chối trên đồng điện thoại luôn, nó sẽ đồng bộ với nhau, được chưa ạ? Tiếp tục chúng ta đi đến các cái tính năng khác. Ví dụ như đây, các cái tính năng khác chúng ta có thể chọn. Đây có rất nhiều các tính năng, mình có thể đọc sơ các bạn, như là thông tin cá nhân này, thiết lập mục tiêu này, máy ảnh từ xa này, đồng hồ báo thức vòng tay này, nhắc nhở ít vận động này, đấy, đưa lên để làm sáng màn hình này, các bạn bật lên này, đấy, bật lên nhá. Đây chúng ta bật cái tính năng là đưa lên để làm sáng màn hình nhá. Đây cái màn hình đang tối nhá, mình có thể ngửa lên đấy nó sáng, thì cái này thì chúng ta tắt nó sẽ không 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 bật được nhá. Đấy đấy đấy, đây mình tắt đi nhá, mình ngửa lên này đấy nó sáng đúng không ạ? Đấy, thì đây là các tính năng các bạn sẽ cài đặt trong app nhá. Đấy, ngoài ra các bạn có thể là đây mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái tính năng nữa, nó chính là tính năng tìm thiết bị. Đấy, khi chúng ta tìm thiết bị nhá, cái đồng hồ sẽ rung lên để chúng ta tìm nó xem nó ở đâu này. Đấy, đấy, mà một tính năng nữa cài đặt mặt đồng hồ. Cài đặt mặt đồng hồ thì đây chúng ta có thể là chọn rất nhiều mặt khác nhau. Đấy, mình chọn mặt này. Tuy nhiên là mình không thích cái nền này, mình có thể mặt tùy chỉnh. Đấy, mặt tùy chỉnh để làm gì? Để mình có thể thay nền cá nhân. Đấy, mình có thể là vào máy ảnh này, OK để chụp ảnh mới này, không thì mình có thể vào vào là album ảnh này, album ảnh để mình có thể thành mới. Đây mình thay ảnh là cái ô tô này. Đấy, mình có thể zoom ra zoom vào làm sao cho nó phù hợp với cái ảnh của mình nhá. Xong mình chọn này, đấy mình chọn, xong mình có thể chọn những cái giờ này, cái chỉnh cái giờ ở trên này xuống dưới xuống phải này, đấy chỉnh cái giờ. Xong đó mình cập nhật để xem mặt này. Đấy, sau khi mình cập nhật xong thì đồng hồ sẽ báo là đang cập nhật cái ảnh nền nhé.
Đấy, sau khi mà cài xong thì nó sẽ như này nhá. Đây. Đây cái đồng hồ nó sẽ có cái hình nền mới nhá. Cái hình nền mới là một chiếc xe ô tô này, đấy. Hình mới này. Đấy. Thế thì đấy là những cái tính năng cơ bản nhất mình hướng dẫn bạn, còn ngoài ra các bạn tìm hiểu tính năng gì các bạn sẽ tự tìm hiểu trên đây nhá. Mình đã hướng dẫn các bạn tất cả các tính năng cơ bản nhất nhé, kết nối để nghe gọi thay hình nền rồi và lật tay sáng màn hình rồi, thì các bạn sẽ tự tự thiết lập cho mình những cái thông tin trong này để mình sử dụng một thiết bị tối ưu nhất và thông minh nhất nhé. Cảm ơn các bạn.